Hot Team, khoảnh khắc ngư dân đang vớt cá trên biển thì thủy triều lên, chỉ chậm một phút thôi là hối hận cả đời. Không rõ được quay tại địa điểm nào, thời gian ra sao, nhưng khoảnh khắc này thật sự đã khiến nhiều người thót tim. Theo đó, bốn người nọ dường như đang cầm vợt bắt cá thì thủy triều lên, họ vội vã chạy về bờ. Nếu không nhanh, chỉ vài phút nữa thôi, có thể họ sẽ phải hối hận cả đời. Được biết, thủy triều là hiện tượng nước biển, nước sông lên xuống trong một chu kỳ thời gian phụ thuộc vào biến chuyển thiên văn. Trong âm Hán Việt, thủy có nghĩa là nước, còn triều là cường độ nước dâng lên và rút xuống. Sự thay đổi lực hấp dẫn từ mặt trăng và từ các thiên thể khác như mặt trời tại một điểm bất kỳ trên bề mặt trái đất, trong khi trái đất quay đã tạo nên hiện tượng nước dâng, triều lên thường được gọi là nước lớn, và nước rút, triều xuống, tức nước dòng, vào những khoảng thời gian nhất định trong một ngày. Dù đây không phải là hiện tượng mới lạ lẫm, nhưng ở nhiều nơi, người ta vẫn khá thích thú với những con đường chỉ hiện ra khi thủy triều xuống và hoàn toàn biến mất khi triều dâng. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận và chú ý giờ giấc thủy triều lên xuống, rất có thể bạn sẽ gặp rắc rối. Giống như đoạn video đầu tiên, khi triều lên mà không kịp chạy vào bờ, nhiều khả năng bạn sẽ bị cát hút chặt phần chân và gây nguy hiểm đến tính mạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 24 giờ online, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi trong ngày.